Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Hero Vlog. Có rất nhiều cách kho cá khác nhau, nhưng hôm nay mình giới thiệu các bạn một cách kho cá cực kỳ đơn giản và hiệu quả theo cách riêng của mình nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi tìm hiểu nguyên liệu và cách kho như thế nào. Thôi, let's go thôi. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn một món cực kỳ đơn giản mà dân dã mà các anh chị em ta lúc nào cũng biết làm, đó là cá ba sa kho hành tiêu. Nhưng thực sự đi kho đúng cách hay không á thì đó là một chuyện. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh chị em kho một cách đúng nhất về cái món cá này, làm sao một con cá mình để ra nó không bị khô, lúc nào cũng mướt mượt và nhìn rất là bóng bẩy và ngon. Nguyên liệu mình gồm có, thứ nhất là một con cá ba sa. Cá ba sa cũng được, thật ra cũng không có cá ba sa, dùng cá dồ hoặc cá dứa. Rồi con cá này khoảng tầm 1 kg nha. Hành lá cái này là khoảng tầm 50 g, hành tím 60 g và ớt chúng ta là 10 g. Và bắt đầu mình sẽ xin hướng dẫn các anh chị em là đi sơ chế cá nha. Rồi cá ba sa này thuộc dùng cách trơn, nó nhớt rất là nhiều, chúng ta không thể nào mà cạo sạch sẽ được hết được, cho nên chúng ta phải cần nấu một miếng nước sôi, nhiệt độ nó khoảng tầm 65-70%, chúng ta chế ra con cá. Và chúng ta trở mặt lại, rồi chúng ta xả nước. Rồi chúng ta xả nước, bắt đầu chúng ta vuốt. Rồi nước ấm như thế này chúng ta vừa vuốt cá ra. Rồi chúng ta lấy một con dao nhỏ, chúng ta cạo á, cạo những cái lớp nhớt nó ra sạch sẽ. Nó vừa có nước xả sơ sơ như thế này đó, chúng ta cạo nhẹ ra là nó sẽ ra hết nhớt sạch sẽ và con cá chúng ta không còn nhớt nữa. Đó là phương pháp chúng ta làm cho nó không còn nhớt dính trên da nữa. Và cái này là cực kỳ hiệu quả nha, nhưng mà chúng ta đừng để nước sôi quá nha. Nước sôi quá là chúng ta không có, con cá chúng ta sẽ bị rách da. Mới từ từ các bạn thấy không, cá sạch sẽ liền. Rồi bắt đầu chúng ta sơ chế khứa cá nha. Ta cắt ngay khúc đầu ra, rồi ngay khúc đầu này rồi chúng ta phải chờ thêm một lóng tay để cho nó có thịt. Chúng ta mua cá ở chợ về á, cục vàng cá này rất là tanh, nhất là hai cái rơi râu ri này nè, cho nên là trước khi tâm kêu ngoài chợ ta làm á là kêu người ta bấm bỏ đi đó. Giờ nó sẽ ok hơn. À, chúng ta cứ canh nó khoảng tầm một lóng tay thì ta khứa một khứa. Chúng ta khứa cho nó đều tay nha. Ta phải cho nó đều tay. Và tiếp tục cái đầu á, chúng ta chẻ ra. Rửa sạch sẽ lại. Đầu ta chẻ thế này cho kho nó mới ngon. Rồi nguyên liệu của chúng ta đã xong rồi nè. Quay cho anh chị em coi. Đó, giờ bắt đầu chúng ta xếp ra dĩa, bắt đầu chúng ta sơ chế hành tím nha. Hành tím chúng ta băm ra. Không cần phải băm nhuyễn đâu, chúng ta thái lát được rồi. Đó, hành tím của chúng ta xong rồi nè.
chúng ta băm như ta sơ chế hành lá nha. Hành lá là chúng ta chia làm hai đoạn, hơi đoạn như đoạn gốc, chúng ta cắt khoảng hai lóng tay. Cái này là một lát nữa ta ninh chung với cá cho tạo ra cái nước thơm của hành. Lấy cái tinh lá này và cái này chúng ta thái nhuyễn nha. Lá của chúng ta vậy là thấy như là xong nè, các bạn thấy không? Này là lúc hồi lát hồi sau ta đẩy lên mặt. Mình xin giới thiệu một lần nữa, đây là một con khí mốt cá ba sa chúng ta đã sơ chế xong rồi. Nếu không có cá ba sa chơi thùng dùng cá tra, cá dồ, cá dứa cũng được. Đó. Tài nguyên liệu la ghim chúng ta gồm có 10 gram ớt hiểm để nguyên trái không đập dập nha, 60 gram hành tím thái lát. Gốc hành, hành lá này với gốc hành là khoảng tầm 50 gram đã sơ chế sạch sẽ rồi đó. Nguyên liệu chúng ta chỉ như đây thôi, rồi chúng ta bắt đầu vô giới thiệu gia vị và chúng ta sẽ chế biến thì hành tiêu nhé, cực kỳ và đơn giản. Thứ nhất, hành lá, thái nhuyễn, gốc hành, ớt, hành tím. Nguyên liệu chính chúng ta là cá. Thứ hai là phải cực kỳ phải có nước mắm và gia vị anh em chúng ta dùng có là muối, bột ngọt, tiêu và đường. Và ở đây chúng ta không sử dụng hạt nêm nha. Món cá chúng ta không sử dụng nêm. Còn cái nguyên nhân tại sao thì em sẽ là nguyên nhân tại sao không sử dụng hạt nêm thì em sẽ làm có một bài để nói về cái hạt nêm này. Thì bắt đầu chúng ta đi vào quá trình sơ chế biến kho cá nha. Đầu tiên chúng ta bật lửa cho nóng lên. Và chúng ta cho một chút xíu dầu ăn vô để chúng ta làm caramel. Chúng ta cho khoảng 2 giá dầu vào. Đợi dầu nóng, chúng ta cho khoảng 1 giá rưỡi vườn nha. Rồi chúng ta làm caramel. Bắt đầu caramel ta chuyển màu á, đợi cho nó xuống màu một tí xíu nữa chúng ta mới xong, chúng ta cho nước vào. Đó, cái này màu caramel chúng ta ổn rồi nè. Và chúng ta cho khoảng tầm 1 lít nước vào. Cẩn thận nè, nó dăng dữ lắm á. Chúng ta cho 1 lít nước vào, bật cho nó sôi lên, tan hết ba cái hỗn hợp. Bắt đầu nước chúng ta chuẩn bị sôi với nhau thì chúng ta bắt đầu đợi nó sôi bùng lên, chúng ta cho gia vị vào. Nguyên tắc của em là kho nước trước kho nguyên liệu sau nó mới ngon. Đầu tiên chúng ta cho 1 giá lưng muối, chúng ta cho 2 giá đường vào, 2 giá đường cắt trắng vào nha, và 1 giá nước mắm. Đó, đợi cho nước sôi lên, chúng ta nêm nếm lại một lần nữa. Nó bị nó sẽ hơi mặn ngọt. Đúng không? Hơi mặn mặn ngọt ngọt và rất là nó lợi lợi lắm. Nó không có vị đâu. Bắt đầu chúng ta cho la ghim vào. Đầu tiên chúng ta cho hành tím vào, gốc hành vào và ớt vào. Thấy nồi nước chúng ta đẹp chưa? Và ta thả cá vào, ta xếp cá xung quanh từ từ nha, chứ không phải đổ cái ào vô đâu nha. Thành mấy cục mỡ này béo lắm. Chúng ta thả vào. Chúng ta xếp đều cá ra nên vậy cá chúng ta không bị nát. Và ta kho này khoảng tầm trong vòng 1 tiếng. Bật chế độ lửa riu riu vừa thôi. Nồi chúng ta có như thế này. Và
chúng ta kho trong vòng 1 tiếng cho nó sắc nước lại. Rồi chúng ta nêm nếm lại tiếp và chúng ta là sẽ thành phẩm. Đó. Đợi khoảng tầm 1 tiếng. Khoảng được 40 phút rồi đó. Nước của chúng ta đã cũng cạn đáng kể rồi. Bắt đầu chúng ta vớt những cái bọt dơ đồ ra nha. Và lớp mỡ của cá nó ra, vớt lớp bỏ đi, bỏ bớt đi. Nhìn rất là bạc. Bỏ đi. Vớt sơ sơ thôi, làm sạch. Các bạn thấy nước của chúng ta đẹp không? Nè. Nó hơi sạch sạch nhẹ rồi. Nguyên nhân tại sao mà chúng ta không phi hành hay ướp cá trước? Thực sự cá này ướp trước mà chúng ta trước nó sẽ không có ngon đâu. Thứ hai chúng ta ớt này chúng ta không đập dập nha. Tại đập dập ra nó sẽ cay, rất là khổng và nó tạo một cái vị đắng. Chúng ta chủ yếu lấy cái mùi ớt, gốc hành với hành tím để làm gì? Chúng ta ninh như thế này chúng ta tạo ra cái cốt, nó ra được cái cốt hành với cái cốt cá. Cá nó ra cái chất mỡ dinh dưỡng, tạo cho nước chúng ta có đầu sạch, bóng bẩy đẹp, cao, không bị khô. Con cá ta để ngoài trời để như thế này nó không bao giờ bị khô á. Nhìn rất là bóng bẩy. Rồi bắt đầu chúng ta nêm nếm lại. Vị hôm nay nó sẽ đậm đà hơn rồi. Đó. Rồi nêm nếm lại để coi nó thiếu cái vị gì. Cái này thì nó tạm đối với em thì nó cũng ok rồi, nhưng vẫn còn thiếu. Tại vì nó sẽ hơi ngọt đấy. Con cá chúng ta phải hơi mặn nó mới ngon. Thời nãy chúng ta làm caramel 2 muỗng đường. Đó. Rồi một muỗng muối, một muỗng nước mắm. Với thêm 2 muỗng đường nữa. Thì đâm ra họ đã 4 muỗng đường mà với nguyên liệu này nó sẽ hơi ngọt, cho nên chúng ta sẽ thêm 2 giá nước mắm nữa. Chúng ta cho thêm 2 giá nước mắm nữa nha. Hồi nãy giờ chúng ta chưa cho bột ngọt, giờ bắt đầu chúng ta cho khoảng nửa giá bột ngọt này, như thế này thì khoảng tầm 10g. Nhưng mà lượng nước chúng ta không được nhiều, chúng ta bỏ trong cái tô cho một miếng nước. Chúng ta khuấy cho nó tan ra. Đó, và chúng ta đổ vào. Lửa lớn đó, cho nó sôi bùng lên. Rồi chúng ta bắt đầu sẽ nêm nếm lại khi mà nó sắc lại thế nha. Rồi chúng ta phải đợi khoảng thêm tầm 15 phút nữa. Rồi nó sẽ hoàn thành. Này, cho các anh chị em cho. Nhìn hấp dẫn chưa? Chúng ta xuống màu và rất hấp dẫn. Rồi chúng ta đợi. Chị em thấy món cá chúng ta hấp dẫn chưa? Trong quá trình chúng ta kho nước trước, chúng ta kiểm soát được gia vị và chúng ta kho cá cái thật sự để muốn ngon, chúng ta kho càng lâu càng ngon. Kho cá như thế này định lượng chúng ta này khoảng tầm 1 tiếng 15 phút là nó sẽ hoàn thành. Nó tạo ra một độ sạch nhất định, độ bóng bẩy nhất định cho con cá mình, và chắc chắn con cá chúng ta không bao giờ bị khô hay ra ngoài, cực kỳ bóng bẩy luôn. À, chúng ta đợi thời gian đấy nhé, khoảng tầm 15 phút rồi. Rồi kho cá chúng ta đã hoàn thành, các bạn nhìn thấy hấp dẫn không? Nước chúng ta rất là sạch, bóng bẩy. Bắt con cá lên, con cá ta màu rất là đẹp, nhã nhặn. Như đây thế này là hoàn thành rồi, và chúng ta lúc này chúng ta mới cho tiêu vào nhé, không cho tiêu vào trước. Tại sao như vậy? Nếu mà tiêu đun ở nhiệt độ cao á, thời gian dài nó sẽ biến chất ra một chất rất là độc, không có tốt cho sức khỏe. Rồi chúng ta đã hoàn thành rồi, rồi giờ mình sẽ trình bày cho các bạn coi xem nhé. Xin chào tất cả các bạn, đây là sản phẩm chúng ta đã hoàn thành rồi nè. Nhìn thấy cá nó hấp dẫn không? Vị đẹp không? Rất là ngon. Vị mặn đậm đà. Nếu các bạn thấy kênh của mình hay thì hãy đăng ký, subscribe và chia sẻ ủng hộ mình nhé. Rồi, cuối bài xin chúc cả các bạn nhiều dạ sức khỏe. Tạm biệt và chúng ta hẹn gặp lại tiếp theo nhé.